Mẩu truyện được trích trong tập Giai thoại và sự thật về Nam Phương, hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Bảo Đại, Nguyễn Hữu Thị Lan gặp nhau ở đâu? Theo một số tài liệu cho rằng, chính chuyến tàu mà Bảo Đại về nước và Nguyễn Hữu Thị Lan về nghỉ hè là chuyến tàu định mệnh cho cặp tình duyên này. Ở đây chúng tôi không cho là định mệnh được, mà có sự đạo diễn của con người, hay đúng hơn, vợ chồng cha nuôi Bảo Đại là Trắc Lơ. Chính Trắc Lơ đã chọn ngày giờ và con tàu mang tên The Gratam, mã hãng Nigeria Maritime, để mua vé cùng ngày giờ với vợ chồng ông Lê Phát An cùng cô cháu gái Nguyễn Hữu Thị Lan đi kể Việt Nam. Đây có sự bàn bạc giữa hai bên, nhà trai mà vợ chồng Trắc Lơ là đại diện, còn nhà gái do vợ chồng Dennis Lê Phát An làm đại diện. Có thể với Nguyễn Hữu Thị An thì không biết có bàn tay sắp đặt của người lớn, nhưng với Bảo Đại thì chắc chắn có sự dỉ tai của vợ chồng ông bà mối Trắc Lơ từ trước đó rồi. Nghĩa là vợ chồng Trắc Lơ đã báo cho Bảo Đại biết chuyến tàu hồi hương này sẽ có gia đình cô nữ xinh, xinh đẹp Nguyễn Hữu Thị Lan cùng về trên chuyến tàu. Ở trên tàu, Atran hẳn đã có bữa cơm thân mật của gia đình Dennis Lê Phát An mời vợ chồng cựu khâm sứ Pháp Trắc Lơ và không thể thiếu đôi trẻ nữ sinh Nguyễn Hữu Thị Lan và chàng trai trẻ Mỹ Thụy, tức hoàng đế Bảo Đại của Việt Nam. Và trong dịp bữa cơm ở trên tàu đã làm cho đôi trẻ gần nhau, quen nhau, cho chuyện thoải mái, tự do mà nếp sống phương Tây đã có. Đầu tháng 9 năm 1932, tàu Atagan cập bến cảng Cap Trên Nhắc Khoe là Vũng Tàu. Tại đây, ông, gia đình Nguyễn Hữu Hào và gia đình họ Lê Phát đã đón ông bà Lê Phát An cùng cô Nguyễn Hữu Thị Lan về biệt thự Monjoy, Lạc Sơn ở số 37 đường Tabus, số 109 Nguyễn Du, quận 1 ngày nay. Còn hoàng đế Bảo Đại thì được chuyển sang một chiếm hạm nhỏ có tên Dumont Uvire. Như trên chiến hạm này được trang hoàng đầy đủ một phòng khách sang trọng để cho các nhà vua nghỉ một tuần lễ từ Vũng Tàu ra Tauren, Đà Nẵng. Khi chiến hạm Dumont cập bến Tauren thì người Pháp đã bắn 21 phát súng đại bác để nghênh chào hoàng đế nước Việt hồi loan. Còn trên bờ bến cảng Tauren đầy đủ các quan ta, quan Pháp, ông Tây, bà Dầm. Sau đó, hoàng đế Bảo Đại lên xe hơi cùng đoàn tùy tùng các quan triều đi đón, cũng từ Đà Nẵng trở ra kinh đô Huế, nơi có bà Từ Cung, thân mẫu của hoàng đế đang ở đó. Còn theo hồi ký của Bảo Đại thì cuộc hội ngộ đầu tiên giữa Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan diễn ra ở Đà Lạt. Sau thời gian ở Huế thăm thân mẫu và các quan trong triều, từ cụ đại thần Tôn Thất Hân đến cụ thượng thư Nguyễn Hữu Bài, hoàng đế Bảo Đại được khâm sứ Pháp ngỏ ý mời Bảo Đại vào Đà Lạt để nghỉ mát ít tuần. Ngày mà Bảo Đại vào Đà Lạt nghỉ là mùa hè năm 1933, theo sự chỉ thị của toàn quyền Pháp là Parquier ra lệnh cho viên đốc lý thị trưởng Đà Lạt là Đắc Lơ tổ chức một buổi dạ tiệc tại tòa đốc lý. Nhưng có tư liệu ghi là Hotel Palace, khách sạn Langbian. Sau này, những ngày cuối đời của cựu hoàng Bảo Đại có nhắc đến chuyến tham dự buổi dạ tiệc tòa đốc lý như sau. Sau lần hội ngộ đầu tiên ấy, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau để trao đổi tâm tình. Marie Thérèse thường nhắc đến những kỷ niệm ở trường Converse một cách thích thú. Cũng như tôi, Marie Thérèse rất thích thể thao và âm nhạc. Cô ta có vẻ dịu dàng của một người miền Nam pha một chút Tây Phương. Do vậy mà tôi đã chọn từ kép Nam Phương để đặt danh hiệu cho nàng. Các vị tiên đế của tôi cũng thường hướng về những người đàn bà miền Nam. Nếu tôi nhớ không sai thì trước Hoàng hậu Nam Phương có đến 7 phụ nữ miền Nam từng là chủ nhân của Hoàng thành Huế. Khi chọn phụ nữ miền Nam làm vợ, hình như Đức Tiên Đế và tôi đều nghĩ rằng trước kia Đức Thế Tổ Cao Hoàng, tức Gia Long,
được nhân dân miền Nam yểm trợ trong việc khôi phục Giang Sơn. Chính đó là sự ràng buộc tình cảm giữa Hoàng Triều Huế với người dân miền Nam. Còn bà Nam Phương thì sau này kể lại với ông Nguyễn Tiến Lăng, bí thư riêng của bà, về thuở ban đầu lưu luyến ấy khi gặp ông Bảo Đại là ở Đà Lạt. Hôm đó ông Đắc Lơ, đốc lý thành phố Đà Lạt có gửi giấy mời cậu Dennis Lê Phát An. Tôi, Lê Phát An là anh ruột của bà Lê Thị Bình, tức bà Nguyễn Hữu Hảo. Và tôi đến sự dạ tiệc ở Hotel Palace. Tôi không muốn đi nhưng cậu An tôi năn nỉ và hứa tôi chỉ đến tham dự một chút và vái chào nhà vua xong là về, nên tôi phải đi một cách miễn cưỡng và tôi cũng chỉ trang điểm sơ sài thôi. Chúng tôi đến trễ buổi tiệc khi đã bắt đầu từ lâu. Cậu tôi kéo ghế định ngồi ngoài hiên thì ông Đắc Lơ nhìn thấy, ông ta chạy vào chào chúng tôi rồi nắm tay cậu tôi kéo chúng tôi vào nhà. Vừa đi ông vừa nói, ông và cô phải đến bái yết hoàng thượng mới được. Khi cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy vua Bảo Đại ngồi trên chiếc ghế bành chính giữa nhà. Ông Đắc Lơ bước tới phía bên cạnh vua rồi nghiêng mình cúi chào kính cẩn nói: Tâu hoàng thượng, đây là ông Lê Phát An và người cháu gái cô Marie. Sau này cô Marie. Nguyễn Hữu Thị Lan nhắc lại, nhờ các nữ tu của trường Converse khi trước đã từng chỉ dạy nên tôi biết phải làm gì để tỏ lòng tôn kính đối với bậc quân vương. Vì vậy tôi đã không ngần ngại đến trước mặt hoàng đế quỳ gối cúi đầu sát nền nhà, cho đến khi thấy bàn tay cậu kéo tôi dậy tôi mới đứng lên. Vua gật đầu chào tôi trong lúc tiếng nhạc vừa trỗi theo nhịp tango. Ngài ngỏ ý muốn lời mời và dìu tôi ra sàn nhảy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Về sau khi đã trở thành vợ chồng, ngài mới cho tôi biết hôm đó ngài rất chú ý cách phục sự đơn sơ của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi được nhà vua lưu ý một phần do trong suốt buổi dạ tiệc chỉ có tôi là người đàn bà Việt Nam duy nhất nói tiếng Pháp và theo cung cách lễ nghi Tây Âu đối với ngài. Đọc lại những lời tâm sự trên của Bảo Đại lẫn Nam Phương, chúng ta biết là buổi dạ tiệc trên đều có sự sắp đặt của toàn quyền Pháp và do viên đốc lý Đắc Lơ làm đạo diễn với Dennis Lê Phát An, mà chắc khi đó cô thiếu nữ Nguyễn Hữu Thị Lan vẫn chưa biết đây là dịp coi mắt của nhà vua muốn gặp lại để trực tiếp tiếp cận tìm hiểu xem cô thiếu nữ đất Nam Bộ có chịu làm vợ vua hoàng đế hay không. Và chắc chắn giữa lúc hai người nói chuyện, Bảo Đại có hứa hẹn là sẽ phong hoàng hậu ngay khi sau cưới và cũng sẽ cho các con cái nhập đạo công giáo. Vì vậy sau ngày trên, Bảo Đại có trở về Huế, bàn việc cưới hỏi đã gặp sự ngăn cản của hoàng tộc và triều đình Huế. Tóm lại, dù cái thuở ban đầu của vua Bảo Đại và Nam Phương diễn ra trên chuyến tàu Atagan hay buổi dạ tiệc của Đà Lạt thì đều có một sự thật là do bàn tay đạo diễn của người Pháp. Lấy vợ cho tôi hay cho triều đình? Trong đêm dạ tiệc và khiêu vũ, chắc Bảo Đại đã dùng tiếng Pháp để nói chuyện và chắc đã làm siêu lòng cô thiếu nữ miền Nam dễ mến, nên Bảo Đại không còn để ý đến một bông hoa nào khác nữa. Hơn nữa, chắc chắn trước những ngày tới buổi dạ tiệc, vợ chồng cựu khâm sứ Charles và với vai trò ông tơ bà Nguyệt cũng đã hỏi ý kiến và dặn dò Bảo Đại nhiều điều gì nữa mà không ai biết được. Vì vậy khi hai người Bảo Đại và Thị Lan vừa sánh đôi qua bàn khiêu vũ thì họ đã không rời nhau nữa mà chỉ ngồi tâm sự to nhỏ với nhau. Sau ngày dự tiệc, những ngày sau họ còn gặp nhau trên sân quần vợt tại tòa đốc lý Đà Lạt vào những buổi chiều nên đã tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mấy ngày sau, Bảo Đại phải trở ra Huế, còn cô Thị Lan thì theo gia đình trở về Sài Gòn. Khi Bảo Đại về Huế, bà Từ Cung đã ngỏ ý với việc cưới vợ cho Bảo Đại và nói đã chọn được một thiếu nữ gốc Huế, con của một vị quan thượng trong triều là cô Bạch Yến. Nhưng Bảo Đại đã từ chối và xin được để Bảo Đại tự chọn người làm vợ. Đó là cô Marie Nguyễn Hữu Thị Lan, cháu của gia đình Lê Phát Sĩ, tức Lê Phát Đạt. Dennis Lê Phát Sĩ, gia đình nổi tiếng giàu bậc nhất Việt Nam thời đó,
bà Từ Cung và cụ Tôn Thất Hận đều không chấp nhận việc để tự ý Bảo Đại chọn vợ và bắt Bảo Đại phải chấp nhận lấy cô Bạch Yến mà hoàng tộc và triều đình cũng đã định sẵn. Nhưng Bảo Đại nhất quyết không chấp nhận sự sắp đặt này và nói: "Tôi lấy vợ cho tôi hay cho triều đình?" Vì Bảo Đại vẫn nói như vậy nên sau đó cả triều đình và bà Từ Cung đến các quan đại thần, phụ chánh cũng im lặng để tự Bảo Đại quyết chọn ai làm vợ tùy ý nhà vua.